afraid of you. Now you set my soul on fire. Chào mọi người đã quay trở lại với của mình. Và ngày hôm nay mình sẽ chơi cái bộ trang phục Yusuke Kitagawa của nhân vật người tẩm liệm. Đấy, đây là tài khoản của bạn Phúc An. Rất là cảm ơn bạn đã cho mình mượn bộ trang phục này để có thể review đến cho những bạn khác cùng xem. Ôi ôi, quá đẹp luôn mọi người ơi. Rồi. Với nhân vật người tẩm liệm thì mọi người cũng biết cách chơi rồi, đúng không? Nói tới nó lùi nhiều khi cũng rất là chán. Giờ thì mọi người thấy là hầu như game nhảy vô là trời xui ai người đấy dạ Kai Hunter trước thôi. Nhưng mà mình phải chạy sang bên cái lầu cao, mình đặt cái quan tài trước. Tính ra là mình cũng làm cũng gần xong hết tất cả những cái bộ trang phục này rồi. Sắp tới đây sẽ cố gắng là làm hoàn thiện nốt để cho cái kế hoạch của mình nó xong. Đấy, cho nên là cũng rất là cảm thấy cũng rất là vui. Ngày mai là mình sẽ đi rồi, nhưng mà công việc thì vẫn phải làm, đúng không? Cài nhà giờ sẵn. Đấy, cho nên là cũng yên tâm đi, canh chừng khoảng 11 giờ rô, đúng không? Ôi. Ngày xưa nghe nói thành phố thấy sang, đúng không? Kiểu ví dụ như nhà nào mà có xe kiểu người thành phố về là khắp cái xóm đấy là rình rang lắm. Ôi, mà mình thì ngày xưa cũng bé cũng có cái tư tưởng như thế, giờ lớn rồi cảm giác nó cũng rất là bình thường. Thôi đi hiêu đã, đi hiêu, đi hiêu. Quá khổ, thật sự. Hôm nọ mới sang cái chỗ phở bò tao mua cái dây sạc thì ngày đầu sạc cũng không thấy ra hồn hết trơn. Kiểu tính của mình thích vừa chơi vừa sạc, người ta ra cái giá một hộp thì là 230, một hộp thì cũng gần 500. Trời ơi, em sinh viên thì em làm gì có tiền đâu mà em xài hộp 500. Em bảo thôi lấy em 200 đi, coi dùng được thì dùng, không dùng được thì ra bảo hành, không thì đổi, không thì trả tiền đây. Ngày đầu tính là bực mình thật đấy, sạc chả có thể lên gì cả. Mình ngồi, mình không chơi game mà mình ngồi mình nhắn tin thôi mà nó cũng không có lên một tí phần trăm nào. Rất là bực. Kiểu trước lạ sau quen hay gì ấy. Giờ thì cảm giác dây đồ nó cũng rất là ổn hơn trước rồi. Nghĩ sao vô cái là khùng điên. Không có sạc lên một tí phần trăm nào hết trơn. Giờ thì đỡ rồi. Chứ mà thật sự ví dụ như người ta bán một cái sản phẩm nào đó tự nhiên thấy khách hàng chạy ra thấy đổi trả rồi thấy khó chịu bực bội trong người nha, mà khổ có ai muốn gì đâu trời. Nhiều khi em cầm ra em cũng ngại nữa, thật sự. Tính mình thì mình cũng hay kiểu thôi kệ cho luôn kiểu vậy, nên là cũng lúc nào cũng mong muốn gọi là mua cái nào cho đàng hoàng tử tế cái đó đi, ngại ra đổi trả lắm. Mặc dù đó là quyền lợi của mình ấy, nhưng mà nhiều khi mình ví dụ mình bán cái gì đó tự nhiên nghe thấy người ta xách cái bịch mình vừa đưa tới bảo trả đổi thấy cũng hơi kỳ, đúng không? Rồi. Trận này gặp Hermit nha, nên là phải share máu rồi cũng như là phải heal làm sao cho nó thật là ổn định về lượng máu ấy, chứ mọi người cứ share tùm lum, share mà không có tổ chức thì sẽ rất là nguy hiểm. Có nhiều bạn chơi kỳ lắm, chả em xe nữa cơ, đâm ra là cũng rất là khó khăn cho những cái bạn đi cai. Ôi ôi, không có tình thương bao dung bao la gì hết trơn. Rồi. Về cơ bản là đầu game thì sửa máy mà gặp Hermit thì hơi lâu chút, nhưng mà nói chung thì cuối game là đẩy siêu nhanh luôn. Cuối game là coi như là những cái máy mà mình sửa từ ban đầu nó đẩy dần qua, là không làm mà vẫn có ăn là có thật đấy. Đó là cái câu mà rất là quen thuộc của rất là nhiều người. Rồi, em share cho tiếp nè. Rồi đi heal tiếp nha. Đi heal tiếp, quá mệt mỏi rồi.
Phát này chắc chủ tế ra tay thôi. Game gì mà ăn rồi đi hiêu không? Bởi vậy cho nên là cái việc mà mình cai thì thật sự cũng rất là cần thiết. Mấy cái bạn mà gặp Hermit đầu gáng cai khoảng chừng 1-2 máy thấy ok, nó không cần 3 đâu. 3 là quá giỏi, thật sự. Nhưng mà cai được nhiều hay không là một phần cũng nhờ đồng đội share máu nữa. Nên là xui mà không có nó chạm vô máy, chạm được thì chạm nhá, để lấy cái điện, chủ động lấy điện chứ đừng có để cho nó đổi điện của mình, rất là nguy hiểm. Còn giả dụ như là mình không muốn share máu cho đồng đội thì mình cũng chạm vào máy mình đổi cái cho nó xong, kiểu như thế. Rồi. Nãy đang heal tới 99 rồi, giật cái uổng ghê luôn á. Rồi, trời ơi, khổ quá. Ngày xưa mọi người biết sao, cứ mỗi lần mà có người yêu của chú tôi về thì giờ không còn là người yêu nữa. Ô, ba chủ tế đổi điện. Ô, không đổi điện cho đào vàng luôn. À, tiếc thế, không có đổi điện cho đào vàng để đào vàng cai, để mình ra mình cứu. Ngày xưa bà nói thầm thì với tôi, bà kêu con muốn mua gì con ghi vô cái tờ giấy đi. Trời ơi, thì em còn bé không có biết cái gì đâu. Thì thì em cũng bảo là thôi mua máy bay điều khiển từ xa, mua ô tô điều khiển từ xa. Trời ơi, chê không thèm đánh luôn. Trời ơi, cái gì vậy? Ông đi qua đấy thì không ai cộng body block được rồi. Trước khi bà vào nhà tôi chơi được một ngày, xong rồi trước khi bà về, bà thầm thì vô tai của tôi á. À, lên lầu, heal, đừng có heal ở dưới này. Lên lầu nó khó bắn điện lên. Bà nói thầm thì với tụi tôi, với em tôi là con muốn mua cái gì con ghi vô giấy đi, rồi bữa sau cô xuống cô mua cho. Thì tụi tôi còn bé, tụi tôi có biết cái gì đâu. Tụi tôi cũng bảo là thôi cô, mai mốt cô ở trên thành phố thì nó có mấy cái đồ chơi lạ lạ đó, thì ghi vô tờ giấy là máy bay điều khiển từ xa, xe hơi điều khiển từ xa, mấy bộ đồ mới. Rồi xong bà cầm giấy, bà tá hỏa âm binh lên, xong bà đưa cho chú tôi chửi quá trời. Khổ ghê vậy đó. Con nít mà biết cái gì đâu. Giờ người lớn kêu mua cho thì khoái đúng không? Trời ơi, mệt quá, đi vô điện luôn đi. Ngày xưa đâu có thịnh hành điện thoại như giờ đâu. Ngày xưa là chơi cái điện thoại Nokia mà chỉ có mỗi cái trò rắn săn mồi đó. Là cái trò đó là hit lắm rồi đó. Ngoài ra muốn chơi điện tử thì chỉ có mấy cái trò điện thoại điện tử 4 nút, chơi Contra rồi Mario đồ thôi. Bây giờ đâu có còn được như ngày xưa đâu. Trời ơi, ngày xưa toàn là chơi mấy cái trò điều khiển máy bay điều khiển từ xa mà cũng giống như Seiko đấy, mà tôi đâu có được chơi cái trò đó. Cùng lắm là chơi cái trò xe hơi điều khiển từ xa, có hai cái nút lùi tiến, bấm những đụng tường riết hư, tốn tiền dã man. Rồi lên RAM lâu kinh khủng luôn ý. Đào, ai bị đuổi à, để vẽ quan tài cho à. Đấy, mọi người thấy không, mọi người chơi, mọi người cứ xe máu thế này, đồng đội sẽ rất là dễ. Bạn nào? Bà chủ tế cai sang quan tài ra nha. Bà cai gần nó bắn cái một là về tới nơi rồi đó. Quỷ tới. Đánh đây. Ok, cho đánh một cái để câu thời gian cho chủ tế. Yeah, vậy mà thắng nè. Trời ơi, quá hay luôn mọi người ơi. Rồi và đây là trận đấu thứ hai với Skin Fox. Fox. Con cáo đúng không? Con cáo. Ngày xưa cô không biết sao, nhưng nguyên dàn bơ năm thì chỉ có thích mỗi cái skin của dancer.
hồi đó mới nói thật sự chứ hồi đó cũng chả biết gì về game nhiều ấy. Gì đấy? Trời ơi, sao mà tim cứ đập đâm ra lo, đứng ở giữa map sợ lắm, không có cái gì để cai hết. Hồi xưa Hunter nó còn chưa khỏe như giờ thì mình còn hay cầm những sáu để đi cứu người đồ đó. Mọi người thấy clip của 3, 2, 3 năm về trước toàn cầm những sáu, thậm chí nhiều khi chơi thợ vườn cũng cầm những sáu. Giờ mọi người thấy Hunter nó rất là cơ động, nó khỏe, khỏe dã man, không có dám làm cái gì nó luôn. Ôi ôi, nó vô là nó phá tốc độ di chuyển nó rất là kinh khủng, mà mình cũng cầm những 9 giờ là tàn đời luôn. Thậm chí giờ mọi người chơi mấy con leo ngày xưa nhìn cũng rất là bình thường nhé. Ôi ôi, giờ nó đuổi giống y như là nó phi ngựa tới vậy đó. Nên là thôi cầm những 9 đi. Giờ tôi thấy nhiều bạn chơi lính thuê còn cái hàm ở đấy. Trời ơi, tôi binh quá trời. Rồi xong, xuống hầm. Khổ quá. Binh hầm ở đây muốn xỉu vậy đó. Mà đành lòng. Mọi người thấy không mọi người? Khổ quá, khổ dữ. Rồi ai cứu đi nha. Chịu nha. Binh cái hầm muốn rụng cái nụ luôn vậy đó. Con ba nè, trời ơi. Ok, hay quá. Ồ, lên khỏi hầm đi, nhanh lên, quick. Có nên vẽ không? Khỏi vẽ đi. Quá mệt, thật sự để hòm lát nữa còn cai còn cứu nữa. Người hay là gì nữa. Tập luyện có một cái skill này thôi cho nên là mình cũng phải để dành cái hòm mình yêu thương như chính bản thân mình, đúng không? Ngày mai chắc tầm khoảng 8 giờ mình sẽ đi thành phố. Trời ơi. Hôm nọ đi thi một lần rồi, chán chết. Xong rồi đi mua cái ổ mì mà rất là nổi tiếng ở trên TikTok, người ta hay review đấy. Lúc đầu á, người ta mình cũng nghĩ là ừ thôi lên đây ăn thử cho biết. Trời ơi, tôi thấy ở đó cái quán tờ đó nó có hai loại mì, bánh mì. Thì xa quá, thôi hiến đi. Thì cuối cùng mình biết sao mọi người. Thì mình đặt hai cái, một cái ổ bánh mì truyền thống, một cái ổ bánh mì chả hải sản. Thì tôi cứ tưởng chả hải sản là cái chả cá như là khu chợ mình bán rồi thôi, nhưng mà không ngờ nó cũng giống như chả lụa vậy đó, mà nó có vị tôm, vị cua này thôi. Trời ơi, mà lúc nhận xách cái bịch đó lên mà lấy cái ổ bánh mì ra mà giật mình ngang. Nguyên tuần đó là sợ bánh mì luôn má, nó bự như cái đùi của mình vậy đó. Trời ơi, hai người mà ăn 2 ngày mới hết 2 ổ. Trời ơi, nó bự khủng bố. Xong rồi thằng em của tôi nó sang, tôi bảo là đừng có mua ổ nó nữa nha, ăn cái khác đi, mà nó không nghe. Trời ơi, chết rồi. Anh ơi, anh đừng có móc đi không anh ơi. Không dám nhảy ván ấy. Trời ơi, canh cái ván nào là dơ cái ván đó. Em sẽ không bao giờ canh bất kỳ một cái ballet nào. Rồi nó lại quay tay rồi, nó tìm vận may tới rồi đó. Gì đấy? Ui dồi ôi. Thôi. Ổ cai rất là dễ. Ui. Không dám đập ván luôn đi. Đập xong là không có một cái gì để... À! Trời ơi. Cái khủng. Trời ơi. Cái ván dơ chúa tể. Sang cam máy à. Trời ơi, tôi khổ quá mọi người ơi. Biết là đập ván dơ rồi đó mà sao cái tật này không bao giờ bỏ. Đấy, mọi người đừng có như em, ngồi nó ghê dã man.
Rồi, để em ngóc cái đầu lên em đi cứu nè. Giờ ai cứu cũng như ai thôi, nhưng mà mình là mình cứu ngon nhất, mình có quan tài đó. Trời ơi, vô. Em sẽ không bao giờ canh bất kỳ một cái ballet nào nữa. Lên luôn. Yeah. Bá mê máy hơn mê người. Trời ơi, cũng vừa. Đâu rồi? Ủa nó đâu rồi trời, nghe tim đập mà sợ dã man luôn ấy. Đây, để anh đỡ cho em, anh còn quan tài. Chạy đây, nhanh lên. Chạy đây, cái cổng mở chưa? Cái cổng mở chưa vậy? Mình ra hầm đây. Ôi ôi. May là còn quan tài đấy chứ hồi nãy bảo là vẽ cho tiền đạo thì có mà mình không còn gì để mà sống luôn ấy thật sự. Đi đây, hầm ở đây. Nhanh lên. Ủa? Đồ ra được không? Ủa? Rồi. Trời ơi, hồi hộp đến từng phút giây luôn đó mấy má. Kiểu thắng mà cứ kiểu không nghĩ là thắng ấy. Trời ơi.